Nào, phút thứ 7, đã đến phút thứ 7 và Gấu vẫn đang thấp hơn đối phương khoảng 100 tiền. Gấu đã nhảy, Akashi chưa nhảy. Đó là lý do tại sao mà Akashi đang bình tĩnh hơn, mặc dù anh ta đang hơi thấp máu. Gấu vừa cũng một né giáo, Akashi cũng né, nhưng né bù mất. Và đó là cú nhảy đến từ Gấu. Gấu đang ném, rất nhiệt tình, rất hết mình. Nhưng Akashi là người chiến thắng trong kèo đấu đầu vừa rồi. Solo nắc cụt nha, một con nắc cụt thôi ạ. Ok. Là ba gấu cái gì trời ơi, người ta thử. Người nơi rồi anh em ạ. Ôi trời ơi. Cái nơi cái gì vậy? Người ta giả vờ cho anh lép trống để anh chủ qua anh bay. Thật ra là cú đầu tiên thì thằng Akashi nó né ngu. Phải khẳng định là nó né ngu. Cái gì mà né ngu? Thôi mà né ngu. Em thật, có nói em mà né đúng á, em mà né được á thì anh cháu làm gì bay vào đúng không? Nhưng mà kể cả Gấu không bay vào thì mày vẫn có lợi thế. Còn quả đấy mày mà bị ném trúng thì có khả năng mày chết là rất là cao. Ok. Đúng á, em mà né được á thì anh cháu làm gì bay vào đúng không? Nhưng mà kể cả Gấu không bay vào thì mày vẫn có lợi thế. Còn quả đấy mày mà bị ném trúng thì có khả năng mày chết là rất là cao. Ok. Em này. Nào, vào lại này. Ta bị dính rồi. Nào, vào lại đi Gấu ơi, xuống. Cái là thứ hai toàn dính. Nào, đánh con gì? Con thứ hai là con gì? Nắc cụt đen. Kèo Superman để kèo cuối đi. Bây giờ kèo nắc cụt đi. Nắc cụt đây, kèo Superman để kèo cuối. Ôi chết rồi, ấy rồi. Hai quên bên không chỉnh bảng rồi. Nhớ là không tham dừng nhá. Lấy bảng của người ta, em cũng lấy bảng của người ta. Lấy cái bảng trên cùng, hai thằng cùng lấy bảng trên cùng đi. Ok, em lấy bảng trên cùng á. Chỉnh phù hiệu, chỉnh bổ trợ các thứ hết đi nhá. Bảng trên cùng của thằng Ấn Đệ đúng không? Bảng trên cùng, cứ lấy bảng trên cùng của cái phần đề cử ấy. Đúng rồi, của thằng Ấn Đệ á. Của thằng Ẩn Địa hay cái gì đấy. Ấn Đệ. Đấy, lấy cái bảng trên cùng ấy nhá. Ok. Solo là một trụ là điên này. Anh thắng đi nhất mà chẳng qua anh nhường nó thôi chứ không anh thắng. Chị trời, chị nhường trời, người ta giả vờ đấy. Ông khá không? Thì là phát đấy mà anh hầu như phát đéo là nó bật ulti lên cái phi lao thứ 2 của nó anh cũng không nói được. Chung là thằng Akashi thắng rồi, thằng Gấu thua rồi. Rồi tắt bích hai thằng. Không có bênh biết gì cả, chúng ta đến với trận thi đấu thứ 2. Tắt âm thằng Gấu, tắt âm thằng Tuấn Huỳnh, ok. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với trận thứ 2 trong kèo đối đầu giữa Akashi và Gấu Chó. Hay tạm dịch với cái tên là Gấu Chó. Ok. Chúng ta sẽ đến với trận thi đấu thứ 2 và đây là hai nắc cụt đều là nắc cụt AIC. Trận thi đấu này thì phía Akashi vẫn ở bên phía đội xanh và Gấu vẫn ở bên phía đội đỏ. Hai bên lựa chọn cho mình hai phép bổ trợ khác nhau. Một bên lựa chọn cho mình phép bổ trợ bộc phá, còn một bên còn lại lựa chọn cho mình cái cuồng nộ. Và đây là Gấu. Gấu đang bật cuồng nộ lên thì phải. Gấu đang chém rất máu khi anh ta có cuồng nộ trong tay. Chém rất máu và đó là lý do tại sao Gấu đang có lợi thế. Một pha chém rất máu đến từ Gấu và đau mà về sau lại còn thốn đến từ Akashi. Akashi quyết định lùi về trong tình huống này chăng? Không, chưa chắc. Và bây giờ hiện tại tôi đang không thể nói Akashi có về hay không, bởi nó sẽ làm ảnh hưởng đến tiết độ của trận đấu, bởi vì hai đấu thủ của chúng ta đều đang nghe ở trong Discord. Chính vì vậy nên tôi sẽ xin bật mí sau khi Akashi quay trở lại. Và đúng là Akashi đã quay trở về nhà. Anh ta vẫn hoàn toàn có thể có được đầy đủ tân lính này. Nhưng anh ta không thể ăn last hit đầy đủ được tân lính này. Anh ta last hit hơi mù mắt. Một pha last hit hơi mù mắt đến từ Akashi. Có thể nói rất rõ ràng là Akashi vừa có một pha nhiên hoàn. Có thể nói là như vậy. Một pha thi đấu hơi nghiệp dư đến từ Akashi, nhưng anh ta đang có lượng máu nhiều hơn so với Gấu. Anh ta lướt về, sau đó anh ta lướt lên, không, anh ta đéo lướt lên. Anh ta làm cái đéo gì thế này? Chưa biết anh ta làm cái đéo gì cả, bây giờ anh ta last hit. Anh ta đang chứng tỏ rằng suy luận của tôi về việc Akashi đéo biết last hit là một tai nạn mà thôi. Nhưng thật ra thì những gì đã diễn ra đều chứng minh rằng Akashi last hit rất tệ. Gấu đang lao vào, Akashi cũng đã lao vào, hất tung đến từ Gấu, hất tung đến từ Akashi. Hai thằng hất tung nhau, thằng nào thấp máu hơn? Gấu đang thấp máu hơn. Gấu quyết định lùi về và sử dụng mình một cú chém và khiến cho lượng máu của Gấu ở thời điểm hiện tại không hề thua thiệt so với Akashi. Akashi băng vào nhưng không chính xác. Gấu băng vào chính xác. Còn cho mình bộc phá nhưng không thành công đến từ Akashi và Gấu có mạng hạ gục đầu tiên. Nhưng nên nhớ đây mới chỉ là mạng hạ gục đầu tiên, bởi kèo solo của chúng ta là bo 3 về điểm hạ gục và sẽ chỉ là bo 1 về trụ thôi. Thế nên là hoàn toàn ở thời điểm hiện tại Gấu mới chỉ có một chút lợi thế mà thôi. Chứ còn Gấu hoàn toàn vẫn chưa có được cho mình đó là một trận thắng ở trong tình huống này. Gấu muốn p trụ nhưng Gấu không p trụ thành công. Gấu hơi sai thì phải. Tôi đang cảm nhận là Gấu hơi sai trong tình huống này. Bởi nếu như đó là tình huống Gấu về thì đó là một tình huống hoàn toàn là tốt hơn rất nhiều. Bởi bây giờ mà Gấu về thì hoàn toàn Gấu sẽ mất đi tân lính của mình.
Như vậy là một pha thi đấu có lẽ là hơi sai đến từ gấu. Có lẽ cái việc p trụ một chút đó là không cần thiết cho tình huống vừa rồi anh em ạ. Và nó khiến cho tân lính vừa rồi gấu bị mất đi hoàn toàn. Ở thời điểm hiện tại thì gấu chỉ có lợi thế về mặt đó là gấu đã có mạng hạ gục đầu tiên. Và khiến cho lượng tiền được giãn cách ra khoảng 200 tiền nhờ vào mạng First Blood hay gọi là giọt máu đầu tiên hay gọi là phá trinh đấy. Ok, ở tình huống này thì Akashi đã băng vào, gấu băng vào thì đúng hơn. Gấu đang chém nhưng gấu có vẻ hơi sai. Không, gấu không sai bởi Akashi chưa có bộc phá trong tình huống này. Gấu có vẻ căn thời gian tương đối ổn trong tình huống vừa rồi. Nhưng nên nhớ Akashi có thể hồi bộc phá bất kỳ lúc nào. Và đây là tình huống mà có vẻ như gấu đang lao vào. Akashi cũng lao vào, Akashi không hề giao đúng một tí nào cả. Hai bên đều đang thấp máu và Akashi ở thời điểm hiện tại có lẽ đã hồi bộc phá rồi. Có lẽ đã hồi bộc phá rồi. Chúng ta sẽ cùng chờ xem có một pha lao vào đến từ Akashi hay không, hay có một pha lao vào đến từ gấu hay không. Không, chỉ có Akashi lao vào, gấu thì chưa lao vào. Gấu đang ở đâu? Gấu ở một phương trời rất xa. Gấu ở đâu còn lâu mới nói. Gấu đã ra và bây giờ thì gấu sẽ giải quyết xong tân lính. Akashi cũng đã giải quyết xong tân lính và ở thời điểm hiện tại khi Akashi biến về thì chắc là gấu cũng sẽ không thể phát hiện được, hoặc thậm chí kể cả gấu muốn vào trụ thì có lẽ cũng sẽ là rất khó. Không ăn quái rừng nhá, không ăn quái rừng nhá. Không ăn quái rừng nhá, và không có Akashi ở đây. Em đang ở đâu thế em? Lần sau không di chuyển ra khu vực đấy nhá. Do không có luật rõ từ đầu nên chúng ta sẽ không di chuyển ra quá xa như vậy gấu nhá. Ok, đây là một pha thi đấu mà rõ ràng là gấu cũng không có ác ý gì cả, nên chúng ta coi như là không có vấn đề gì xảy ra cả, bởi vì luật ra từ đầu cũng không rõ ràng. Đây là một tình huống mà Akashi đang có lợi hơn về mặt lượng máu. Cùng với đó là phép bổ trợ bộc phá đến từ Akashi. Ở thời điểm hiện tại thì có lẽ phép bổ trợ bộc phá đã không còn thua thiệt so với phép bổ trợ cuồng nộ nữa. Đây là pha thi đấu mà Akashi và gấu đang hòa máu nhau. Hai bên lao vào nhau, yêu thương nhau. Với bộc phá trong người thì Akashi có quyền tự tin hơn. Không, gấu vừa có một pha thi đấu rất hay nhưng Akashi là người có được cho mình mang hạ gục cuối cùng. Đó là một pha thi đấu mà rõ ràng là Akashi làm tốt hơn, bởi anh ta có bộc phá, còn gấu thì căn đam tệ hơn một chút. Và đây là tình huống liệu có cái trụ này dành cho Akashi không. Chúng ta sẽ cùng chờ xem có đầy đủ 3 con lính. Nếu như cái trụ được lấy thì gấu sẽ là người thua trong kèo BO3 này. Và nhiều khả năng gấu sẽ là người thua trong kèo BO3 này. Wow. Một trận thi đấu tiếp tục là lật kèo đến từ Akashi. Và gấu đã thua trong kèo BO3 này. Chạy đâu? Ai ơi. Anh ơi, lúc đầu tiên trong mạng là em tưởng em thắng rồi. Không, anh đã nói rõ rồi, kèo BO3 về mạng và kèo BO1 về trụ, em không nghe bình luận à? Em lên nhầm cái gì nhỉ? Nói chung là cái sai lớn nhất của em là cái lúc em ở lại và bây giờ thì em đã thua rồi. Thì em tưởng em thắng rồi thì em trở lại. Không, anh em không nghe bình luận à? Em không nghe bình luận là lúc em thắng một mạng là thắng rồi. Thế em có nghe bình luận không? Có, nhưng mà em lại cứ thế cái linh linh của em là cứ thắng một mạng là em thắng rồi. Không, thế thì em sai là rồi. Là bị lỗi. Em sai rồi. Và kèo BO3 của chúng ta đã có kết quả. Gấu thua rồi, có muốn đánh nốt kèo Superman không? Có muốn đánh nốt kèo Superman không? Thấy gì, em bán đồ, em phải bán đồ lên đồ đam để bê chủ nhanh đấy. Thế thôi, đồ hàng, anh thua. Đợi tí, còn 10 giây nữa thì hết kèo. Bây giờ có đánh nốt kèo thứ 3 không? BO3 thua 2 trận. Thế thì thôi nhá. Mai Akashi ơi, mai nhá. Mai ta inbox cho, Ok nhá. Mai lấy cái kèo này nhá. Kèo gì? Mai đánh ba con này luôn. Ôi giời đất ơi. Mệt. Như là thua như này không được, thua như vậy không phục. Chúng mày mỗi thằng 1 lít nhá. Chúng mày mỗi thằng 1 lít tiền bình luận nhá. Cứ tiền khác giả này. Thôi anh phải đầu hàng đây, mẹ thua phải đầu hàng nhục đấy. Thua anh phải đầu hàng nhục đấy. Ok, kèo BO, BO3 ngày hôm nay kết thúc với tỷ số 2-0 dành cho Akashi. Thực ra là cũng hơi tiếc cho gấu bởi hai trận đấu thì gấu đều có lợi thế nhưng mà dục tất bất đại. BO3 ngày hôm nay là anh nhường Akashi. Dục tất bất đạt anh em ạ. Em ghi nhận. Dục tất bất đạt. Anh nhường Akashi đấy, anh Nico đây. Bye bye anh Tùng nhá. Ok, thôi, nghỉ nhá. Ok. Off. Thôi, cảm ơn tất cả anh em đã xem buổi giao lưu của buổn mai anh em ngày mai mà live stream tầm khoảng độ tiếng. Tôi chắc không đến thời gian hồi chiều rồi gì. Cú chốt của mẹ là chứ này. Nó lấy đâu ra ấy vậy. Chấp ăn hai mạng đấy nha. Này chấp ăn hai mạng. Cút. Té. Đánh được thì đánh, không đánh được thì nghỉ. Té thằng AD đánh nhau từ nãy giờ rồi. Em giả. Em giả vừa nói vậy cho anh không đánh em á. Để em tham về tên lấy Free á. Thế à. Không có sao e được sao tên lấy Free đó. À thế à. Có sư với đúng không?
Mẹ tự nhiên lát phát đéo đá trúng luôn kìa. Đấy tí cả là khá à. Mẹ sau khi nó lên xong cái giáp nó cứng quá. Đá mãi không thể chết. Chết rồi đấy. Người ta giả vờ thôi. Mẹ đá mãi không thể chết anh em ạ. Mẹ mẹ. Ô mẹ đá đau ấy. Cái này nó ra nó đá phát chết mình luôn. Đau ấy. Chị ơi bình tĩnh em ơi. Này không về là chết này. Em đá không biết gan đấy cả. Ơ kìa ơ em tao biến chuyển. Mẹ quả đấy anh chốc biến chúng mày chết bố. Đấy. Đau không? Đấy. Đau không? Đấy. À nó né hết rồi. Vô ích. Quả vừa rồi. Quả vừa rồi vô ích. Nó né mất.